Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một clip Yuyu đó là nữ tu sĩ mặc sexy bikini. Tên là web collab là cái gác và trên web thì có trang web nai gác. Nếu có liên quan với nhau không? Cái này là trăng nè, là trôn với người đi đường như sao đó. Nữ tu sĩ bikini, bikini, cô nàng này sẽ trôn. Cô nàng đóng vai tu sĩ, cô xe nhà bỏ lên ra tu sĩ. Wow. Nước ngoài thì giữa tu sĩ lấy ra trôn, lấy giỡn chơi được cổ. Ví dụ nữ tu ở Việt Nam thì không có lấy ra giỡn chơi được. Có chắc thì chỉ có Nhật Bản mới dám đủ trình độ mà làm cái đó thôi. Nhật Bản nhiều khi được nghĩ là người Tây phương trong lúc vỏ da vàng, nghĩa là trái chuối đục thì là da trắng, còn vỏ thì da vàng. Tại vì ngay cả Trung Quốc nó bán bộ như vậy nhưng mà nó không dám đụng chạm tới những cái đó. Chỉ có Nhật Bản nó làm nhưng mà nó không có quá đáng lắm, cũng có thể chấp nhận được. Cô nàng đi đường thay đồ, đứng ngoài đường, nhìn khi đi qua nhờ con nhìn tấm vải để thay đồ. Những camera quay lén để khắp nơi để mà làm này, hình như chương trình Youth for Life bây giờ nó kết thúc rồi sao đó. Bỏ lên, bỏ quần lên, bỏ áo lên, mặc vô kéo ra để coi khuôn mặt của anh chàng này gỡ xuống ra như thế nào. Mặc cái bộ đồ nữ tu thì rất là dễ dàng trọng quá đó. Nhìn nó gương mặt phản ứng vậy. Ô cô nàng dễ dàng này, môi đen phong cách thời trang châu Phi rất là tài. Hai cái vàng nổi hai bên tai đó, cái vàng nổi giữa cổ. Oh my god, bất ngờ. Người ta troll, người ta rớt for laugh, người ta prank chỉ để lấy những cái gương mặt ngạc nhiên thú vị của cái người trong cái hoàn cảnh đó, người xa lạ. Oh my god. Đứa nhỏ luôn á. Còn người ta lén mọi nơi cảm thấy rất là confused. What the hell is going on? Giờ chị đang quay camera đó, chứ không là chị người ta ngơ ngác không biết là ta đang trong một cái troll đó. Anh chàng ăn dưới xì gà của anh ta để tránh bị vấn đề. Rồi ok, thank you. Cởi ra xong một lưỡi tu. Thank you các bạn. Bye bye. Xin cảm ơn. Thank you. Bikini.